Sáng ngày 7 tháng 2, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện, không khí khởi động hội trại tổng quân năm 2023 đã bắt đầu rộn ràng từ sớm. Tham gia hội trại, 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã huy động các lực lượng tại địa phương thực hiện công tác trang trí cổng, lều trại, bàn thờ Tổ quốc. Bám sát vào chủ đề, 11 tiểu trại đều lấy tên của anh hùng liệt sĩ của đất nước đặt tên cho tiểu trại của mình. Mỗi cổng trại được thiết kế với các hình ảnh trang trí đẹp mắt, ghi nhận tại đây không khí dựng trại rất sôi nổi, hào hứng. Song song với các địa phương, Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền hình huyện cũng khẩn trương chuẩn bị cho trại chỉ huy, sân lễ, cầu Vinh Quang và các khu vực khác phục vụ chung cho toàn hội trại được chu đáo, an toàn. Lễ khai mạc và các hoạt động chính của hội trại sẽ bắt đầu vào 14 giờ chiều ngày 7 tháng 2 với chủ đề Tổ quốc gọi, thanh niên sẵn sàng. Hội trại nhằm động viên những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.